Tiền đạo Neymar không gặp may ở trận đấu với Bayern Munich. Chỉ trong 2 phút cuối hiệp 1, anh lần lượt đưa bóng đi trúng cột dọc và xà ngang. Trận đấu lượt về vòng tứ kết Champions League giữa PSG và Bayern Munich đã diễn ra vô cùng hấp dẫn. Tốc độ trận đấu được đẩy lên cao ngay sau khi tiếng còi khai cuộc. Rất nhiều cơ hội cho cả hai đội được tạo ra. Tiền đạo Neymar là một trong những cầu thủ có nhiều cơ hội ghi bàn nhất ở trận đấu này. Cụ thể, ở phút thứ 37, Neymar nhận bóng từ đồng đội trong vòng cấm của đội khách. Anh làm động tác giả vượt qua cầu thủ Bayern Munich trước khi tung cú cứa lòng chân phải sở trường của mình. Neuer đã bó tay nhưng bóng vẫn tìm đến xà ngang. Trước khi xem clip, các bạn nhớ nhấn đăng ký và bật thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nha. Với những cầu thủ thì khi ra sân họ chỉ muốn được thi đấu với toàn bộ sức lực của mình. Và điều ai cũng hy vọng là mình sẽ ghi được những bàn thắng để đời. Đến cả những siêu sao bóng đá thế giới cũng không ngoại lệ. Mặc dù họ đã ghi rất nhiều bàn thắng trong sự nghiệp, nhưng để có những bàn thắng đẹp không phải là điều dễ dàng. Ghi bàn thắng đẹp đã khó, nhưng khi thực hiện được lại bị từ chối thì cảm giác không hề dễ chịu chút nào, phải không? Hôm nay hãy cùng chúng tôi xem những siêu phẩm bị từ chối của các ngôi sao để hiểu được cảm giác của họ như thế nào. Kylian Mbappe tưởng như đã ghi được một bàn thắng ngoạn mục cho tuyển Pháp trước Đức tại Euro vừa qua, nhưng lại bị trọng tài từ chối. Ở phút 66, Mbappe đã rất khéo léo trước các hậu vệ Đức và tung ra cú cứa lòng bằng chân phải, đưa bóng vượt qua tầm với của thủ môn Manuel Neuer vào góc xa khung thành. Thế nhưng bàn thắng đẹp mắt này không hợp lệ do Mbappe trước đó đã rơi vào thế việt vị. Siêu sao Ronaldo đã bị người đồng đội và đàn em một thời ở MU cướp không một bàn thắng trong trận giao hữu với Tây Ban Nha. Tình huống này diễn ra ở phút 36 của trận đấu. Sau một pha ngoặt bóng siêu hạng, CR7 đã thoát khỏi sự truy cản đến từ trung vệ Gerard Pique. Bất chấp cả Xabi Alonso và Carles Puyol đều ập vào rất nhanh, nhưng Ronaldo vẫn bình tĩnh lốp bóng qua đầu Iker Casillas. Khi tất cả đều nghĩ đó sẽ là một tuyệt phẩm, thì thật bất ngờ Luis Nani lại lao vào đánh đầu nối dù bóng gần như đã đi vào lưới. Điều đáng nói là Nani đã ở trong tư thế việt vị trước đó, bởi thế bàn thắng không được công nhận. Khỏi phải nói Cristiano Ronaldo đã liên tiếp lên như thế nào khi bị Nani phá đám như thế. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. Cuộc dọc đã khiến cho Lionel Messi mất đi một bàn thắng đẹp từ chấm đá phạt góc trong thất bại của Barca ở trận siêu kinh điển hồi tháng 4 vừa qua. Tình huống diễn ra trong thời gian bù giờ hiệp 1, Messi vẽ một đường cong đẹp mắt từ chấm phạt góc, đưa bóng vượt qua tầm tay của thủ môn Thibaut Courtois và sự truy cản của các hậu vệ Real Madrid. Nhưng khi tất cả chuẩn bị chứng kiến một bàn thắng thì bóng lại tìm đến cột dọc. Barca có thể đã tránh được thất bại ở trận siêu kinh điển nếu siêu phẩm đá phạt góc của Messi không bị cột dọc từ chối. Trong ngày gặp lại đội bóng cũ PSG, tiền đạo Edinson Cavani chút nữa đã có một siêu phẩm sau một pha phản công thần tốc. Trong một pha phản công, Bruno khéo léo bỏ bóng để Martial tung đường kiến tạo tuyệt vời cho Cavani băng súng. Nhận thấy thủ thành Kylian Navas dâng cao, số 7 của MU đã tung ra cú lốp bóng đầy bất ngờ. Chỉ tiếc bóng đã không đi vào lưới mà chạm đúng xà ngang. Can't turn back now. In
Ronaldinho đã làm hết mọi điều cần thiết để tạo nên một siêu phẩm, từ đi bóng qua người đến những pha xử lý cực kỳ khéo léo và tinh tế trước một dàn cầu thủ đối phương. Nhưng xà ngang đã ngăn cản cú lốp bóng cuối cùng của anh. Ngôi sao người Brazil chỉ biết cười tiếc nuối cho một siêu phẩm hụt của mình. Vẫn biết là Kylian Mbappe có kỹ thuật cá nhân thượng thừa, nhưng chứng kiến tiền đạo người Pháp tung cú Rabona từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi vào góc xa khung thành ở trận tứ kết cúp liên đoàn Pháp gặp Saint-Étienne vẫn khiến người xem dựng tóc gáy. Nhận thấy thủ môn Molin đang đứng chới với trong khung thành, Mbappe thực hiện ngay một cú Rabona bằng chân phải hướng bóng đến góc xa khung thành. Dẫu vậy, quỹ đạo của quả bóng vẫn chưa được nắn chuẩn xác, khiến nó đi sạc cột dọc và Mbappe hụt mất bàn thắng để đời của mình. Sao người Bồ Đào Nha xứng đáng có được một siêu phẩm trong tình huống này. Một cú sút xa cực kỳ uy lực với lực đạo và tốc độ khủng khiếp được nã thẳng tới khung thành đối phương từ cái chân trái của CR7. Chỉ có may mắn và cột dọc mới giúp đội bóng này tránh được một bàn thua 10-10 như vậy. Từ cú làm tường của Carles Puyol, bóng đến chân Messi và ngay lập tức ba cầu thủ đối phương lao ngay vào Messi, nhưng anh vẫn bình tĩnh quan sát để thực hiện một cú chất mũi giày vào góc xa khung thành đối phương. Quả bóng đã vượt qua cả hệ thống phòng thủ và thủ môn đối phương, nhưng bóng lại đập trúng cột dọc đầy đáng tiếc. Một siêu phẩm của Messi cứ thế bị từ chối bởi cột dọc của khung thành. Tại Copa America 2019, trong một trận đấu mà đội khách mời là Nhật Bản đã xuất sắc cầm hòa được ứng cử viên vô địch Uruguay, Suarez suýt nữa đã ghi một bàn thắng từ gần giữa sân vào lưới Nhật Bản. Từ một pha phản công nhanh, nhận thấy thủ môn Nhật Bản dâng lên quá cao, Suarez đã quyết định có một cú dứt điểm từ rất xa. Đáng tiếc, bóng đã vượt qua xà ngang trong gang tấc. Flow like water, so I'm going mainstream. Yeah. Vừa rồi là những tình huống mà siêu phẩm của các cầu thủ bằng nhiều cách khác nhau đã bị từ chối một cách đầy tiếc nuối. Sự nuối tiếc đó không chỉ đến từ các cầu thủ mà còn là sự tiếc nuối của những người hâm mộ theo dõi trận đấu. Nhưng cũng không cần phải quá hụt hẫng, vì trong suốt quá trình phát triển của bộ môn thể thao vua này, những siêu phẩm sẽ không ngừng xuất hiện để thỏa mãn người hâm mộ khắp thế giới. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh để lại bình luận bên dưới về nội dung mà các bạn muốn chúng tôi làm tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!